Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Vặt TV. Mứt xoài dẻo là một trong những loại mứt ngon. Mứt xoài khi ăn có độ dẻo và vị ngọt thanh của xoài, vì vậy được khá nhiều người ưa chuộng so với các loại mứt khác. Mứt có cách làm tương đối nhanh và dễ. Và trong video này, Ăn Vặt TV xin hướng dẫn cách làm mứt đến các bạn, với hy vọng các bạn sẽ có thể tự tay làm cho gia đình một món mứt ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở đây mình đã làm sơ chế xoài. Mình chọn những quả xoài ương thay vì chọn những quả xanh quá hoặc là chín quá các bạn nhé. Mình đã gọt bỏ vỏ ngoài và cắt thành từng miếng dọc. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một nồi nước, pha muối loãng rồi đun sôi, sau đó để cho xoài luộc sơ qua. Mình sẽ vớt thật nhanh sau khi bạn sôi khoảng tầm 1-2 phút thôi. Mình để xoài ráo nước, tiếp theo đó thì mình sẽ cho đường vào trộn đều. Ở đây mình sẽ trộn theo tỷ lệ là 1 cân xoài thì sẽ trộn khoảng tầm 500g đường, hoặc là các bạn có thể tăng thêm tùy theo cái mức độ muốn ăn ngọt của bạn. Nếu mà cái trái xoài mà bạn mua mà không ngọt hoặc là chua ấy, thì mình nên cho nhiều đường hơn. Mình tiến hành trộn xoài đều lên các bạn nhé. Mình sẽ để cho xoài ngấm đường trong vòng khoảng 8 giờ. Trong thời gian để xoài ngấm đường, các bạn nhớ thỉnh thoảng trộn đều xoài cho xoài được ngấm đường đều. Bởi vì là xoài, miếng xoài của mình khá là dày cho nên mình sẽ phải ngâm trong khoảng 8 giờ. Ví dụ như các bạn đã từng làm mứt dừa thì các bạn cũng biết là dừa sẽ ngấm đường hơn. Chính vì thế mà thời gian để mình ngâm xoài để cho nó ngấm đường thì sẽ phải lâu hơn. Ngoài ra thì mình cũng làm thêm một loại mứt xoài cay nữa, thì mình sẽ cho thêm phần ớt bột vào đây nữa, vì là mình cũng là người thích ăn cay. Các bạn cũng có thể làm đa dạng cái món mứt của mình bằng cách là cho thêm ớt vào đây. Như vậy thì mình sẽ có hai món, đó là mứt xoài dẻo ngọt bình thường và mứt xoài dẻo cay. Đối với mứt xoài dẻo cay thì mình cũng làm tương tự như mứt xoài dẻo kia thôi ạ. Mình chỉ cần cho thêm vào một chút bột ớt nữa. Mình cũng trộn đều và ngâm trong khoảng 8 tiếng các bạn nhé. Sau 8 tiếng thì đường đã tan chảy hết rồi đấy ạ. Mình sẽ tiến hành xên xoài các bạn nhé. Để làm mứt xoài thành công thì bạn phải để nó nhỏ lửa liu riu cho tới khi mà đường cạn. Công đoạn này thì tốn rất nhiều thời gian, các bạn nhớ là phải thật kiên nhẫn các bạn nhé. Mình sẽ xên xoài cho tới khi nước đường cạn và khô ạ.
nến xoài lúc này sẽ chuyển sang màu vàng đậm hơn. Mứt xoài được làm phải đảm bảo có đầy đủ vị chua của xoài, vị ngọt của đường, ăn sẽ dẻo dẻo thơm thơm các bạn ạ. Cách làm mứt xoài thật là đơn giản phải không nào? Món mứt xoài là như một món ăn vặt lý tưởng cho cả gia đình bạn. Chúc các bạn sẽ thành công với món mứt xoài. Các bạn nhớ đăng ký kênh Ăn Vặt TV để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.